Good morning mọi người, chào mọi người. Mình mới ngủ dậy, chuẩn bị đi làm. Bữa nay trời có ấm 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 lên rồi cho nên định dậy ra nhảy ra khỏi giường thì nó không còn khó khăn như là mùa đông nữa. Mùa đông trời lạnh á, mà trắng thì ấm, cho nên khi mà dậy mà ra khỏi giường thì nó như là một cực hình. Dustin đi làm trước rồi. Dustin á là thích đi sớm, còn mình á mình thì thích ngủ nướng, cho nên tầm rưỡi là phải vô bắt đầu làm việc, mà khi nào là khoảng ngắn 7:45 mới dậy. 7:45 mới dậy loay hoay chuẩn bị mặc áo mặc quần chuẩn bị đồ ăn, là tới 8:10 mới ra khỏi nhà, mới bắt đầu lái xe đi. Thì từ chỗ mình cho tới lái xe tới công ty thì khoảng 10-12 phút thôi. Sáng nào cũng uống một ly nước ấm, Dustin rất là dễ thương. Biết mình là buổi sáng uống thích uống nước ấm cho nên sáng nào ngủ dậy là cũng đun một nấu một nấu nước ấm cho mình đem vào, rồi mới đi làm. Nấu nước ấm đem vào rồi hôn hôn một cái rồi mới đi làm. Ông chồng mình có một cái rất là dễ thương như vậy các bạn. Ông để ý những cái gì mình thích á, những cái điều mình thích nhỏ nhặt là ông để ý rồi ông làm. Mình chỉ cần như vậy thôi, mình chỉ cần làm cho mình những điều nhỏ 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 như vậy thôi, chứ mình không cần qua cáp đồ hiệu này nó. Mình chỉ cần buổi sáng ngủ dậy đúng cho mình miếng nước như vậy thôi các bạn. Công nhận buổi sáng ngủ dậy mà uống một miếng nước ấm á, nó ấm một nó ấm con người, mà nó giúp hệ tiêu hóa nè các bạn, giúp đi nhà vệ sinh nó dễ hơn á. Nó rất là tốt. Bạn nào bị táo bón á, nó bị uống nước ấm buổi sáng đấy nhá. Ôi rồi để xem hôm nay mặc cái gì. Hôm nay mặc bộ đồ màu màu xanh là cái cho nó để mà chào đón mùa xuân. Nói chung mình bữa nay ít áo quần cho nên lựa chọn áo quần nó không khỏe. Rồi để mình thay áo quần rồi nha. Ok, bây giờ vào chải tóc, tai cột tóc lên chuẩn bị đi làm. Chống là buổi sáng mình á mình không có cần nhiều thời gian để chuẩn bị, mình chỉ cần khoảng 10 phút 15 phút, tại vì mình không có son phấn, là các bạn không có cần thoa son thoa phấn cho nên nó nhanh. Buổi sáng ngủ dậy đi nhà vệ sinh một cái rồi mặc áo mặc quần rồi chải cái đầu tóc là đi thôi, ra ra tủ lạnh lấy ít đồ ăn là đi thôi. Dustin à, ông Dustin ông thích dậy sớm, ông đi ngủ sớm ông dậy sớm, còn mình thì nhiều khi dù ngủ sớm nhiều khi ngủ muộn, mình ngủ sớm ngủ muộn gì mình cũng dậy muộn hết
Mình thích ngủ nướng. Rồi, đi ra lấy đồ ăn. Bỏ đồ ăn vào. Cô ăn xong đem hai cái tô dơ về rồi mà quên lấy ra. Bên này thì bỏ đồ ăn thì bỏ trong cái túi này các bạn. Lại thêm trái chuối nữa. Vợ chồng mình nhiều khi mua trái cây về mà quên ăn các bạn, để trong tủ lạnh mà nhiều khi quên. Ôi giời ơi, sorry ô nga quá. Để đi tắt internet thôi nha. Tại vì sáng nào ngủ dậy trước khi đi làm cũng phải tắt internet không thôi á. Cái internet mà để cả ngày nó cũng không có hay. Rồi tắt internet, mở cửa. Bây giờ đi làm nha mọi người. Mình cho các bạn coi mình mang cái nẹp chân như thế nào. Thì cái này nó như thế này. Thật ra mình không có thích quay cái cảnh này đâu. Nhưng mà nếu mà đã quay cái cảnh sinh hoạt hàng ngày rồi thì quay cho các bạn xem cũng sao nữa. Trong cái này nó cũng khó khăn gì, mang dây thôi. Cái này mình không có thích ấy vào tại vì nó hơi chặt cho nên nó không có thoải mái. Hôm nay trời ấm áp cho nên mình cũng chả nói thật ấm áp không quá ấm áp, nhưng mà hôm nay thì không biết trời thế nào ở ngoài kia, nhưng mà không cần mặc áo ấm. Rồi khó quá. Các bạn thấy căn hộ bên này á, không có high tech giống như mấy căn hộ trong phim Hàn Quốc. Trong phim Hàn Quốc là chỉ cần nhập mã số vào. Còn bên này thì vẫn sai khóa này. chưa có tân tiến. Thì mình đã có nói mấy cái căn hộ loại này nó hơi cũ rồi. Cho nên nó không có tân tiến giống như những cái căn hộ mới xây sau này các bạn. Ở đây có cái bậc cầu thang đi xuống. Mà người ta không có cái để cho mình vịn vào, thì khi nào mình mở cái cửa là mình vịn cái cửa này mình đi xuống từng cấp, không thôi mình sợ té. À, hôm nay trời hơi âm u ha. Đó, trời hơi âm u các bạn. Hãy đi làm nhé.
trời mát chứ không có lạnh nha. Sướng quá trời. Mình rất là yêu mùa mùa xuân ấm áp, mùa xuân mùa hè, mùa thu. Chỉ có mùa đông nó không thích thôi. Mình thì khi nào cũng phải cần thêm một cái gối nữa. Cái gối để mà ngồi lên không thôi là mình quá thấp bé, quá không cột cao. Cho nên ngồi trong xe nó không có thấy đường. Một lần lái xe là phải phải kéo cái ghế lại thật là gần, không thôi là cái chân không vẫy tới được cái đạp số. Ở sau này là có cái thông trạc, cho nên một lần mà dè xe lại á, ấy xe lại lùi xe lại là phải cẩn thận, không thôi sợ đụng thông trạc. Mình cho các bạn coi bên này là có những cái nhà để xe đó, những cái nhà để xe có mái che là phải phải trả tiền một tháng là 20 mấy đô là được để xe trong đó, còn mình không có muốn trả. Cho nên mình phải đậu xe ngoài. Đậu xe ngoài mùa hè thì không có sao, nhưng mà mùa đông thì nó tuyết á. Tuyết nổi lên xe nó hơi phiền á các bạn. Hai đến chỗ làm rồi. Bây giờ phải đeo khẩu trang vào, tại vì công ty mình yêu cầu đi vào cái building là phải đeo khẩu trang. Khẩu trang mình này là ba mẹ Mỹ của mình làm nha mọi người. Chiếc xe này nè, đi ra mà không rủ khó là nó kêu ấn ỏi. Good morning. How are you doing? Good. How are you, Bill? Good. Good. So anyway, so yeah, so I think that's good. And down the way. Ok, bắt đầu làm việc như mọi người. Các bạn thấy ở cái góc bên này không? Mình thường thường mình làm việc là mình không có muốn bật đèn, tại vì nó đau con mắt mình. Nhìn vào ba cái màn hình máy vi tính là đã mệt rồi, đã đau mắt rồi, cho nên mình không có bật đèn ở trên này. Cho nên mình lấy cái đèn nhỏ nhỏ của cái bể cá của Dustin, mình tới mình dán lên cái tường này, sau đó
có một chút ánh sáng ở phía sau lưng như vậy thôi. Thì mỗi buổi sáng á, mình đến công ty là mình bật máy vi tính lên, sau đó mình vào nhà bếp mình nấu một cái tô ốc miêu nhỏ nhỏ này như thế này. Thì cái này là cháo yến mạch, thì vừa làm việc vừa ăn sáng. Vì trong công ty của mình á, không có theo dõi nhân viên nhiều lắm, cho nên là chúng mình làm việc á, thì mình làm đàng hoàng nữa, cho nên người ta cũng không quan tâm, miễn sao mình cái công việc của mình làm mình hoàn thành đúng thời gian là được rồi. Mới vào là mình sẽ kiểm tra email. Kiểm tra email sau đó làm những công việc cần thiết. Trong này hơi tối, xin lỗi các bạn nhé. Hơi tối quá. Thì ngày thứ ba thông thường á, là cái ngày mà mình phải nước đổ. Ngày thứ ba là cái ngày mà mình phải vào xem cái thứ khách hàng nợ nần công ty bao nhiêu. Khi mình làm việc các bạn là mình tháo cái nắp chân ra để mình ngồi cho nó thoải mái. Ngày thứ ba là phải vào xem nợ nần khách hàng nợ bao nhiêu, quá tiền bạc có bao nhiêu, rồi email khách hàng đòi nợ. Thì công việc này thật ra email khách hàng đòi nợ này nó thật ra không phải là công việc của mình, nhưng mà cái cô đồng nghiệp của mình trước kia là bị cho thôi việc tại vì công ty giảm biên chế. Mới đi làm về mọi người ơi, cũng 5 giờ 45 hay là 5 giờ 50 gì rồi. Bây giờ phải kiếm đồ ăn nhưng mà không biết ăn cái gì luôn. Chắc phải nấu một miền cơm để mà ăn với khung đầu hay là cái đồ gì còn trong tủ lạnh. Mọi người ơi, tối nay vợ chồng mình ăn thế này thôi. Gà này mới mua nha, còn 5-6 đô gì đó nấu sẵn rồi. Rau, cơm. Và đây là món chính. Bánh chocolate với cherry. Ăn thế này mà nó không mập thì thôi thôi mọi người ơi. Mình đây là cái bánh, loại bánh mà mình thích nhất, cho nên Dustin mua về ăn lâu lâu mới ăn một lần thôi nha. Thôi ăn miếng nhỏ nhỏ thôi. Cái này chắc phải một tuần ăn mới hết. Rồi bữa tối hôm nay là thế thôi nha mọi người. Bây giờ mình ăn tối cái đã nha. Will you please turn that off? I'm filming some that. Yeah, it looks like it. I meant it. Will you please not put that on me? Okay. Ăn cơm xong rồi mọi người ơi. Bây giờ đang xem phim. Em muốn ăn bánh. Okay. Go get it. Can you cut it a piece for Emma? I'm gonna let you do that, honey. I'm tired from work. Lưng em đau anh. Go cut the cake if you want some cake. I went to go grab the cake if you want some, to grab it. Okay. I'm tired, honey. Fine. Lấy thêm cá. Ăn tối xong rồi không biết còn nên cắt miếng bánh ăn không đây. Ăn giờ này chắc sợ mập các bạn. Mình cho các bạn quá kìa. Cái tay của mình bữa nay mập quá rồi. Đó, thấy chưa? Thấy da thịt nó treo xuống chưa? You're out of your mind. Mập. Anh nói em mập hôm qua, anh nói em mập. Only thing mập is your lông mỏ thôi. Cái lông mỏ không mập. Lông mỏ không mập, lông mỏ ốm. What did you throw? Can you grab me a pillow? Right next to you, please. Thiệt tình. Anyone? Why do you throw that?
this on me. Because you need it so you can take care of it. I'm done. Honey, don't throw it that hard, boom. Oh, what? Play the movie. Muộn thu ấm cạnh. Ông Dustin là chuyên về mấy con cả mà ông Dustin ngại. Bữa nay gần tới mua diễn rồi, chuẩn bị bị diễn rồi mọi người. Trời ơi, tóc bạc mình nhiều quá các bạn ơi. Đó, thấy sự tóc không sao, means you have wisdom. Thấy sự tóc bạc chưa? Ở bên này này, đó, thấy chưa? Sơ sơ là nhìn như vậy đó nha. Kinh khủng quá. Dustin lần đầu tiên xem bộ phim Hàn Quốc My Hollow Love ở trên Netflix á. Ông lần đầu tiên ông xem phim Hàn Quốc mà ông thích cái bộ phim đó. Mình xem mình thấy cũng ok thôi, không có quá hay lắm. Thôi chúc mọi người một buổi tối tốt lành ha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau ha. Bye.